Xin chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, Thu Phương xin giới thiệu đến quý vị một thiết bị y tế sức khỏe vô cùng hữu ích. Như các bạn đã biết thì oxy là một khí vô cùng quan trọng giúp duy trì sự sống cho con người. Người bị thiếu oxy thì sẽ dẫn đến tình trạng mệt mỏi, co giật, tím tái, choáng váng và không tự chủ được bản thân. Và tình trạng thiếu oxy thì thường xảy ra ở những người cao tuổi có thể trạng yếu hay là những người đang mang trong mình những căn bệnh như là suy tim, hen suyễn hay phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc là tai biến đột quỵ. Oxy y tế được tạo ra từ máy tạo oxy gia đình Jugel-EU600 sẽ cung cấp nguồn oxy tinh khiết và quý giá hỗ trợ cho hệ hô hấp. Và oxy y tế được đi vào phổi qua động mạch phổi, hòa chung vào máu để giúp các tế bào được phục hồi và sinh trưởng, tăng cường quá trình trao đổi chất khiến người bệnh được phục hồi nhanh chóng. Máy tạo oxy Jugel có chức năng tạo hạt anion, giúp cải thiện không khí ở phổi và tăng khả năng hấp thụ oxy. Jugel-EU600 có kích thước nhỏ gọn, hoạt động đơn giản, mang lại hiệu quả cao. Máy có lưu lượng oxy từ 1 đến 3 lít trên phút, lọc bỏ các loại khí trơ và khí độc hại, trả lại luồng khí tinh khiết và có nồng độ oxy lên đến 90%. Thiết bị được sử dụng trong liệu pháp oxy tại nhà thoải mái và an toàn cho bệnh nhân. Máy có màn hình điện tử giúp bạn dễ dàng đọc các thông số và điều chỉnh phù hợp với nhu cầu sử dụng thông qua bảng điều khiển bằng các nút bấm, hoặc bạn có thể điều khiển từ xa bằng remote rất tiện dụng. Cấu tạo của máy tạo oxy gia đình Jugel-EU600: bảng điều khiển, màn hình điều khiển, lối ra oxy, thiết bị làm ẩm, bộ lọc, công tắc nguồn, khe cắm, nắp cao su, cửa lấy oxy, bình chứa nước, nút bật tắt, nút tăng thời gian, nút giảm thời gian, nút điều chỉnh lưu lượng, nút anion. Hướng dẫn sử dụng máy tạo oxy gia đình Jugel-EU600: kéo bình tạo ẩm ra khỏi máy, tháo nút cao su, đổ nước vào bình đến vạch chỉ định. Máy cũng có thể tạo ra oxy không có nước trong bình tạo ẩm. Cắm dây điện và lỗ cắm nguồn trên thiết bị. Bật công tắc nguồn, màn hình LCD hiển thị chữ Hello. 4 giây sau màn hình hiển thị lưu lượng, nồng độ oxy, thời gian chạy máy. Nhấn nút Flow Rate trên bảng điều khiển để điều chỉnh lượng oxy. Màn hình sẽ hiển thị lưu lượng dao động và lưu lượng oxy. Khi đó, oxy sẽ ra từ lối ra oxy. Kết nối ống dẫn oxy với lối ra oxy từ bình tạo ẩm. Sử dụng đầu còn lại. Máy có chức năng hẹn giờ. Người sử dụng có thể hẹn giờ trong khoảng từ 10 đến 120 phút. Mỗi lần nhấn nút cộng, thời gian hoạt động sẽ tăng lên 10 phút. Ngược lại, nhấn nút trừ, thời gian hoạt động sẽ giảm đi 10 phút. Khi hết thời gian hoạt động, màn hình hiển thị không, máy sẽ tự động tắt. Chức năng anion, nhấn nút anion trên bảng điều khiển để kích hoạt trạng thái tạo ra oxy anion. Nhấn nút nguồn trên bảng điều khiển để tắt máy. Tháo rời dây oxy khỏi lối ra oxy trước, sau đó đóng công tắc, ngắt nguồn điện. Không được khởi động máy khi chưa lắp bộ lọc. Sau một thời gian sử dụng, lõi bộ lọc bị đen bẩn, cần lau sạch hoặc thay mới bộ lọc để bảo vệ máy nén và kéo dài tuổi thọ của máy. Bạn có thể vệ sinh bằng máy hút bụi hoặc rửa bằng nước xà phòng ấm, lau khô bộ lọc trước khi lắp lại vào máy. Không phải thở oxy quá nhiều là sẽ tốt, mà chúng ta nên sử dụng cho hợp lý và phù hợp với nhu cầu của bản thân. Khi các bạn thở oxy y tế quá nhiều thì sẽ khiến phổi bị ngộ độc oxy trong máu, khiến bệnh càng trầm trọng hơn. Sử dụng oxy y tế sẽ khiến phổi bị thoái hóa chức năng hoạt động. Chính vì thế mà chúng ta cần phải sử dụng máy tạo oxy gia đình Jugel-EU600 một cách hợp lý, khoa học và không nên lạm dụng. Những người bị bệnh mà phục hồi rồi và không còn mệt thì chúng ta nên tháo máy thở oxy và hít thở bằng không khí tự nhiên. Như vậy là Thu Phương đã giới thiệu đến quý vị chiếc máy tạo oxy gia đình Jugel-EU600. Các bạn có thể đặt mua sản phẩm này trên website meta.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến hotline tại Hà Nội là 024-3568-6969 hoặc tại Thành phố Hồ Chí Minh 028-3833-6666. Xin chào và hẹn gặp lại.